Chúng ta vì vô minh mà tạo hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chúng ta đã lựa chọn sống đời sống như thế này, và giờ đây chúng ta có trách nhiệm đối diện với chính sự lựa chọn mà mình đã tạo tác. Đã đến lúc chúng ta phải thành thật nhìn lại bản thân, rằng chúng ta đã sống quá ư tệ bạc không? Tệ bạc với chính mình, tệ bạc với nhau, và tệ bạc với muôn loài. Đời sống hiện đại phát triển không ngừng. Cái gì chúng ta cũng có, nhưng chỉ thiếu lòng từ bi và lương tri của một người tỉnh thức và tử tế. Đừng chờ tới khi nào chìm trong tận cùng khổ đau, khi ấy ta mới chịu thức tỉnh. Thế gian này rộng lớn vô cùng, một vị Phật thì không đủ cho tất cả. Chúng ta cần có nhiều người tỉnh thức hơn, những thế hệ tiếp nối của những vị thánh nhân từ ngàn xưa với thế hệ hiện tại và tương lai của cuộc đời này. Hành tinh này cần những bàn tay hành động để xây dựng và bảo vệ với chánh niệm và tình thương. Thương thôi thì chưa đủ, tình thương cần phải đi đôi với hành động thiết thực để bảo hộ và nâng đỡ cho tình thương của mình. Hãy là một người tỉnh thức, trầm tĩnh, bao dung, lan tỏa yêu thương và soi rọi ánh sáng lương tri đến những nơi sâu thẳm tâm tối của cuộc đời này. Có tình thương, có sự hiểu biết, bên nhà, giờ này trời sẽ thôi giông bão.